người có khỏe không? Ở bên này bệnh tình là mấy ngày hôm nay là không có người bị bệnh rồi. Nói chung là từ từ kinh tế nó từ từ nó trở lại bình thường. Thì cũng mong muốn là như vậy. Chứ không mấy ông lãnh đạo mà ông như ở bên Mỹ thì bây giờ chết đói. Nói thật cho mình biết, ở bên, bên Mỹ bây giờ cũng đói dài mõm ra. Cứ cái tình cảnh này không biết đến bao giờ mới trở lại được bình thường. Mấy người đi làm ăn khó khăn rồi đi ra đường ở lúc nào không biết. Cho nên là ở đời mình từ xưa mình cũng nói rồi, đừng không có cái gì nói trước được, đừng có tự cao tự đại. Cái bọn chó ở bên đấy nó chỉ tự cao tự đại, ở bên này sướng không làm có ăn. Tiên sư áp lực như là cái gì ấy. Mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cổ mà không đi làm á, lấy cái gì ra mà đóng. Kéo bố nó đi hết rồi ra đường mà nằm, ra thiên đường. Thiên là trời mà, đường là đường. Ra đường ở, đó là thiên đường đó. Cứ sĩ, cứ mạnh mỏ mẹ cha chúng mày. Về Việt Nam thì cứ ra mẹ ta đây giàu có lắm, thằng nào đói dài mõm ra đi được lần về Việt Nam về đến nơi á, mấy tháng mới trở lại được bình thường. Mình không biết ở Mỹ làm sao, ở bên Úc này á, ngày xưa là muốn đi về Việt Nam mà chơi hội, chơi xong rồi bốc hội xong rồi bắt đầu mới lấy cái tiền đó về Việt Nam. Chứ ở đâu ra ai có cả chục ngàn trong tay để đi, đâu có mấy người như vậy. Cho nên là về toàn nói phép thôi, làm cho những người ở Việt Nam người ta cứ tưởng ở bên này hot ra của. Cho nên người ta cứ nghĩ là Việt Kiều là phải nhiều tiền, về Việt Nam là phải thế này thế kia, phải cho người này tiền, cho người kia tiền thì mới là Việt Kiều. Không cho là kẻ sĩ. Ở bên này cũng tính toán từng đồng từng hào một đấy các bạn. Cuộc sống ở đâu cũng vậy thôi. Các cụ người ta ngày xưa người ta, các cụ nói là cứ ăn thôi, không làm thì cổ núi nó cũng hết, đúng không? Làm cái gì mình cũng phải tiết kiệm, phải suy nghĩ, phải biết tính toán. Chứ con làm được một đồng ấy, tiêu ba đồng thì chỉ có đói dài mõm rồi thôi. Ở bên này lái xe không được động vào phone nữa. Xe mấy cổ bên này buồn cười lắm, hôm nọ mình đi xem xe. Tính là thôi bây giờ không đi chơi được ấy. Tôi mua trá cái xe đi. Đi ra gặp cái ông bán xe, ông bảo hỏi một cái xe 40 mấy ngàn á, thì ông ấy nói nếu mà dùng tiền mặt ấy, thì đắt hơn, mà vay tiền ấy, thì rẻ hơn, lại được phục vụ tốt hơn. Mọi người thấy hay không? Dùng tiền mặt mua thì đắt hơn. Mọi người nghĩ lý do tại sao biết không? Tại vì nó muốn ăn cái tiền lời của mình nữa, nó kêu mình mua trả góp để nó lấy tiền lời của mình. Còn nếu mà mua xong rồi mua một cái xe trả góp được 2 năm rồi á, mà mình không muốn dùng cái xe đấy nữa, thì nó tính ra là 28 ngàn. Chỉ trong vòng 2 năm thôi, mình mua một cái xe mới toanh á, 40 mấy ngàn á, đến khi trả lại nó trong vòng 2 năm thôi chỉ còn 28 ngàn thôi. Mọi người nghĩ xem, 2 năm thôi mà nó gần một nửa. Bởi vậy cho nên mình nói là đi xe mới là lỗ cực kỳ, có nghĩa là mình trả góp 2 năm rồi, xong rồi mang cái xe đấy, và tôi cũng muốn cái xe này, tôi muốn mua cái xe khác ấy, thì nó trả nó cái giá trị của cái xe ấy còn 28 ngàn thôi. Từ 40 mấy ngàn mà xuống còn 28 ngàn trong vòng 2 năm thôi, mọi người nghĩ sao?
bởi vậy nó muốn mình trả góp là vậy, mình trả tiền mặt cho nó, tuy rằng không được cái phục vụ, không được cái này cái kia, nhưng mà mình đỡ bị lỗ nhiều, mình trả lại cho nó trả cho mình 28.000 để cái giá trị cái xe còn 28.000. Đó, nếu mà mình giống như là mình đi mướn xe để thuê xe để lái trong vòng 2 năm đó, cho nên là chơi xe ở bên này thừa tiền, nhiều tiền. Có cái ông ấy, bạn của ông chồng mình ấy, có cái xe BMW, xe BMW ấy, muốn bán tiền mặt 20 mấy ngàn, mới tinh. Ông xã mình ông kêu mình mua làm gì, chơi mấy cái xe đấy phải nhiều tiền, mình phải có giàu có mình mới chơi mấy xe đấy, mỗi lần đi service đã mất hàng bao nhiêu tiền, tốn tiền mua về để đi chợ, đi vòng vòng, đi ra shop, mua làm gì, mua về để ngồi ngắm dở hơi. Mình không mua mà có 20 mấy ngàn nữa, tại vì người ta cần tiền, không biết chúng đi casino chúng hay làm sao ấy, người ta muốn mua bán tiền mặt luôn, không biết mà mới cứng luôn á, mà mình không mua, mua về để kia có thứ không chết, hay một cái bánh xe không bao tiền, mỗi lần đi ra đấy sơ vịt cái gì nữa, bảo trì ấy đó, rất là nhiều tiền. Gọi ba que vào choảng nhau cho vui. Mọi người xe ra kêu ba que, mình sắp tới cái nơi thủ phủ của ba que đấy này. Đây là mình đang tới chỗ thủ phủ của chúng nó đây. Ngày xưa chúng nó đe mình, chúng nó bảo tao cấm mày được ra Sunshine, Food Square, Sun Open, cấm mày luôn. Má ơi, chúng mày ba que sọ lá, tao cấm mày được ra đó. Xong nó lấy số xe của mình, nó bảo là chọc thủng lốp xe con này đi, có thằng nào dám không chọc thủng, chọc đấy. Cái mèo bẩn này ai mà không lạ gì mình, nhiều khi mình không biết người ta biết mình. Mấy lần đi toàn người ta toàn nhận ra mình, nó hỏi tại vì mình ở đây quá lâu rồi, mấy chục năm rồi, đi hết nơi này nơi kia, vào hết những cái sinh hoạt, cái chỗ này chơi, cái chỗ này chơi, chỗ kia, cho nên ai cũng biết nhau mà. Cái bọn mấy cái thằng già ngu, nghe cái bọn lãnh đạo cộng đồng nó lừa đảo cho mấy chục năm không có khôn ra được tí nào. Sửa đường, mọi người biết không, như là những cái tầm này á, người ta chính phủ người ta hay vẽ đường ra để làm, để cho nhiều người ở đây có công ăn việc làm á, sửa chỗ cái đường này, sửa cái đường kia. Nhiều khi những cái nơi mà đợi xe buýt ấy, nó đập mẹ nó ra, nó cứ đập kính ra, xong rồi mình bảo mẹ ông chồng rồi mình ống bỏ mấy cái đứa trẻ con nghịch á, mình bảo anh nghịch cái gì, nó làm như thế nó mới có việc làm chứ, cứ làm ra không có ai đập thì nó đâu có việc làm, nó thất nghiệp rồi. Bây giờ ở bên đây người ta đang nói ai mua nhà mới, ai xây nhà mới nó cho nhiều tiền lắm. Đang đi đến thủ phủ của các anh ba sọc đấy. Ngày
ngày xưa chỗ này rất là đông khách, rất là nhiều người tới. Bây giờ toàn da đen thôi. Bây giờ bị da đen nó chiếm mất rồi. Tự nhiên xây cái cổng chào làm cái gì? Làm nó suối quẩy cả cái khu này đi. Ba que nó mình lái xe này mà chạm vào cái điện thoại đấy. Đó, cảnh sát nó mà nhìn thấy là nó phạt tiền đó các bạn. Mình có thể nói được như này, nói mệt nghỉ, nhưng mà không được đụng vào. Có lần người bạn mình đi đón con, thế là nhìn thấy nhắn tin lúc đèn đỏ này này, dừng lại xong bắt đầu sờ sờ vào cái nhắn tin đó, để xem con mình nó ở đâu. Cảnh sát nó nhìn thấy nó tới, nó hỏi liền. May mà nó không phạt đó. Hôm đấy nó cũng tử tế, nó không phạt chứ không thì cũng chết. Tại vì mình dừng đèn đỏ mà mình chạm tay vào nó cũng nói. Tới nó cũng hỏi nó, mày không được động vào điện thoại này kia. Đây thủ phủ của các anh các chị ở đây. Ngày xưa ở đây rất là đông khách nhá, đông cực kỳ mọi người. Xong nó đi nó cái cộng đồng nó biết rủ nhau đi xây cái vòm vòm gì á, cái cổng gì á, thế từ đấy trở đi á nói dài mõm suối quẩy. Ngày xưa ở đây rất là đông khách. À, mình cũng ở gần đây nữa. Cái thời đó mười mấy năm, 20 năm về trước ở đây đúng là toàn người Việt Nam thôi, người Trung Quốc, người Việt Nam. Đây thủ phủ của các anh các chị đây. Bác que xỏ lá nó đe mình không, tao cấm mày được ra đây, tao ra đây này mà bố chúng mày. Thế bây giờ đói dài mõm ở khu này rất là đông. Mấy chục năm về trước mình qua đây, mình ở cái vùng này gần đây. Xong rồi bây giờ ế rồi. Cái thời Covid này nữa. Đấy, mình lái xe đi cái ở trung tâm của thủ phủ. Ngày xưa thôi chứ bây giờ chúng nó đói hết rồi, chết hết rồi. Đâu có còn gì ở đây nữa. Ngày xưa chúng nó có cái gì gọi là cái gì kiểu hội kiểu quân nhân đó. Mở ra để kêu người ta tới để nhảy nhót này kia các thứ. Thì mình cũng đi chơi vào đấy, mình đâu biết kiểu quân nhân là cái gì đâu. Về sau này mới biết là những cái người ta ngày xưa sang đây là lập thành một cái hội kiểu quân nhân. Xong rồi dùng cái đó để đúng là thành cái hội hè gì đó, xong bắt đầu mở ra cái nơi để nhảy nhót. Bây giờ không biết là còn không đây. Ở đâu cũng có người Trung Quốc các bạn, không ở đâu nào không có người Trung Quốc hết. Cho nên là cái bọn đã muốn Việt Nam thoát Trung thì chúng mày đi biểu tình đi, xong biểu tình đi. Đây thủ phủ của chúng nó đây. Thành trì chống cộng. Nhà chúng mày. Má mày ra đây này, chúng mày làm gì được má mày. Bố láo bố tuệ. Không biết chỗ không. Trời mưa này mà đi bộ chắc chết quá. Đây không được đỗ. Đây là cái nơi để cho. Đây thành trì của chúng nó đó. Đó, đói dài mõm ra rồi. Toàn da đen thôi ở đây. Bây giờ ở đây được không? Ở đây được đỗ. Tưởng được đỗ. Không được. Đây, về đi bộ à? Đi bộ này.
đây có cái tiệm tạp hóa mấy chục năm rồi, vẫn còn sống của người Trung Quốc. Đấy, thành trì của các anh, các chị.